Xin chào bà con, bữa nay là ngày 25 tháng 2 2024, ngày mùng 16. Hôm qua mới vừa rằm ở Cali, thì một chùa Huệ Quang mình bữa nay được có chuyến hành hương thứ hai. Kỳ rồi tuần rồi thì chuyến hành hương đi trên vùng Los Angeles, bây giờ thì chuyến hành hương thứ hai này xin ông cho đi về hướng San Diego. Thì bữa nay em hợp tác, em quay từ đầu cho tới đuôi cho bà con coi về chùa Huệ Quang. Thì bữa nay đi chuyến mới vừa rồi thì đi chuyến Los Angeles, thì bây giờ đi chuyến San Diego. Thì hôm nay thì em quay từ đầu tới đuôi cho bà con, có gì bà con ủng hộ chùa Huệ Quang. Chùa Huệ Quang này là lớn nhất ở Cali đó bà con, ở góc đường Euclid and Westminster, của thầy và chủ trì ba Thích Minh Mẫn là chủ trì. Thì bà con ở xa gần toàn thế giới thì có muốn tham dự chùa này đó, thì nổi tiếng nhất ở Cali mình đó, thì cứ bấm chùa Huệ Quang thì sẽ biết địa chỉ. Nó nằm chùa nằm ngay góc đường Euclid and Westminster. Bữa nay thì bây giờ mới có chừng 5 giờ mấy thôi, thì 6 giờ xe bắt đầu khởi hành. Thì bữa nay rất là nhiều xe bus đi nha bà con. Tất cả bà con đi kia rồi là đã đi một chuyến Los Angeles rồi, bây giờ thì đi chuyến San Diego. Thì bây giờ cũng có khách hàng tới, cũng có Phật tử tới, một số khách Phật tử tới rồi, nhưng mà khoảng chừng nửa tiếng nữa thì xe mình mới đi nha bà con. Đó, bữa nay thì em quay từ đầu cho tới đuôi cho bà con coi, có gì em để cho nó theo, có bà con ủng hộ em ha. Cái này là khung quanh chùa Huệ Quang của mình. Chùa này là nổi tiếng, hình như là nhất nhì Việt Nam, nhất nhất nhì Cali, Nam Cali mình nha bà con. Chùa rất đẹp nha bà con. Lễ giao thừa kỳ rồi đây cũng rất là đông vui, với lại đốt pháo cũng dữ lắm nha bà con. Chùa này là nổi tiếng là đốt pháo. Tuy là thầy hòa thượng không cho đốt pháo bên trong sân chùa, nhưng mà bà con không đốt vô sân chùa, bà con đem ra trước của chùa ngoài sân, ở ngoài dọc mấy đường á, thì đốt pháo te tua. Chùa này nổi tiếng đốt pháo bà con. Thì ví dụ mà năm nay bà con không có tham dự kịp thì sang năm thì bà con có bấm là chùa Huệ Quang. Thì chùa Huệ Quang rất là to nha bà con, nằm trên đường mặt tiền luôn, trên đường mặt tiền đường Westminster và Euclid bà con. Qua bên Cali này thì bà con cứ bấm chùa Huệ Quang là ai cũng biết hết. Chùa này rất là nổi tiếng đó bà con. Bữa nay là bà con Phật tử là chuẩn bị là đi chuyến hành hương, đi về San Diego. Và là chừng nửa tiếng nữa là bà con mới lên xe bus đi nha bà con. Bây giờ bà con chở mới chuẩn bị đi thôi. Đó, tất cả bây giờ là khoảng nửa tiếng nữa là đoàn xe mình bắt đầu mới di chuyển về hướng San Diego. Đông vui lắm nha bà con. Chùa này là nổi tiếng phát thực phẩm đồ ăn nữa nha bà con. Cứ cuối tuần rất là đông. Thì bà con mình muốn ghé thăm chùa thì cứ bấm chùa Huệ Quang. Thì sẽ thấy được chùa nằm trên đường Westminster, ngay góc đường Euclid đó nha bà con. Thì chùa này rất là nổi tiếng, của sư ông hòa thượng Thích Minh Mẫn chủ trì. Bà con bây giờ đã con tụ trì tụ về chánh điện để giống như là làm lễ rồi, trước khi lên xe đặng đi về hành hương về chuyến San Diego. Chùa rất to nha bà con, chu vi rất là to, từ bên đó đi dài qua đây rất là to nha bà con. Sư ông mới mua thêm được một miếng đất rất là to nữa. Này là trong mẹ quan, có mẹ quan âm nữa nè. Hồi xưa là chùa bên chỗ này, giờ cái sư ông mới làm bên kia, rất là to, chùa rất là lớn đó bà con. Nổi tiếng nhất Cali, đẹp lắm bà con. Thì xa gần nè, bà con xa gần cứ về Cali thì cứ bấm chùa Huệ Quang thì sẽ biết thăm viếng. Ngôi chùa mình rất là to. Đây là mẹ quan âm. Chùa to lắm bà con. Ở đây bán đồ ăn chay ngon lắm bà con. Ủa, ai mà nhìn con quen trời. Ủa, trời đất ơi.
Cái này... mô rửa hả? Để giờ mình được coi phim rồi. Này là đại gia nha bà con. Chủ tiệm tóc nha bà con, không dựa nha bà. Này đại gia, đại gia không á. Đại gia nhiều á. Chị này thì ông chủ chắc trong chủ tiệm vàng Phước Thọ. Còn chị này thì mình biết chị này là chủ tiệm tóc nổi tiếng lắm bà con, mấy chục năm nha bà con. À bữa nay em sẽ quay toàn bộ cho bà con coi nha. Em đi số mấy? Em đi số số cuối cùng. Chúc gặp chị sang nha, chị đi số mấy? Chúc số con chung gặp à. À cái chị. Thầy đó đây rồi bà con. Chùa rất là to nha bà con, chu vi rất là to. À thường thường bánh đầu chai lại đây là bà con. À nhưng mà hiện giờ thì mới có 5 giờ thì chắc mấy cô không có bán rồi. Nhưng mà ngày thường á muốn rồi ăn đầu chai lại đây ngon lắm bà con. Chỗ đậu xe rất là rộng rãi các bà con. À. À bây giờ anh qua chánh điện các bà con. Giờ này chúng tôi xin kính mời quý vị Phật tử để thuận tiện thì xin quý vị mang tiền của mình vào bên trong chánh điện cũng như những cái đồ dùng cá nhân của mình, xin quý vị tự quản lý. Và sau mời quý vị lễ Phật. Và ở phía trước ban tổ chức có để cà phê cũng như trà nước nóng để quý vị dùng buổi sáng và bánh croissant cho quý vị dùng nhẹ ở buổi sáng. Tuy nhiên trên tuyến đường đi trên xe vẫn có thức ăn sáng cho quý vị vào buổi sáng. Xin một lần nữa trước thềm năm mới kính chúc quý vị được nhiều sự an khang và phước lộc thọ được niên trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin các chú Phật tử xin cũng như gia đình xin nhắc là đậu xe tất cả ở bên thiền đường cũng như ở phía sau trên đường 16. Bắc Kinh trên đường 16, nơi có cái cờ Phật giáo cũng là chỗ đậu Bắc Kinh xe của chùa, cho chùa xin kính mời quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta ngày đầu xuân lễ hành hương đầu năm ở thành phố San Diego, downtown. Chúng ta sẽ đi thiền viện Đại Đăng, tu viện Pháp Vương, chùa Viên Hoang, Như Lai Thiền Tự và một số chùa của các nước khác ở nơi thành phố San Diego cũng như ghé thăm nơi downtown của thành phố San Diego. Xin kính mời quý vị Phật tử chúng ta vào lễ Phật, sau đó chuông sáng. Kính chúc quý vị được nhiều sự an lành. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tổ Phật. Nào bà con bây giờ quý vị nào có cần thêm vé cho người thân của mình, xin quý vị liên lạc với ban thư ký để phải phần vé của San Diego vẫn còn, xin kính mời quý vị. Ở đây là chánh điện của chùa Quy Quan đó bà con, thì có hình tượng Phật rất là to nha bà con. Ở đây tượng Phật là như là lớn nhất ở Cali, Nam Cali mình đó. Tượng Phật rất to nha bà con, tượng Phật cao lắm bà con. Hình như tượng Phật này là cao nhất ở Nam Cali mình đó. Đó, sư ông chỉ thờ một cái tượng bức tượng của Đức Phật Thích Ca thôi. Ở đây tất cả bên trong chánh điện của chùa rất là đẹp bà con. Chạm hình các vị Phật rồng rồi tất cả rất là đẹp bà con, quy y rất là đẹp. Bên trong đèn lúc nào người cũng thờ nhang khói nghi ngút bà con. Đèn tượng Phật là to nhất ở Cali mình đó. Nói tóm lại chùa mình rất là nổi tiếng ở Nam Cali. Bà con nào có cần thăm viếng thì có bấm là chùa Hội Quang, chùa Hội Quang Santana là tất cả là bà con sẽ biết được. Đó, bên trong rất là đẹp bà con. Mỗi lễ lọc ở đây rất là đông Phật tử tham gia tham dự, rồi nhiều ca sĩ nổi tiếng sư ông hồi tới nha bà con. Ở đây là các sư cô của chùa. Giờ là Phật tử giống như là Phật tử tới lại Phật giờ trước khi chắc có chánh lễ nhỏ rồi trước khi lên xe đặng đi đó nha bà con. Bây giờ là Phật
tử mình đang thầy tụ về. Một lát đông lắm mà con, một lát rất là đông. Bây giờ chắc khoảng còn chừng nửa tiếng nữa xe mới, nửa tiếng nữa xe bus mới bắt đầu dời bến. Thì bây giờ mới Phật tử tới Lai Rai thôi. Thì khoảng nửa tiếng nữa thì rất là đông rồi bà con. À, bữa nay mình đi chuyến San Diego. Tuần rồi là mình đi chuyến Los Angeles rồi bà con. Đó, thì bà con cứ theo dõi ủng hộ em ha. Bà con xa gần bà con cứ ủng hộ em bấm phố Calibusa TV số 9 nha bà con. Ủng hộ đăng ký em. Cảm ơn các bà con nhiều. Chùa mình chuẩn bị rất là chu đáo nha bà con. Bánh trái, cà phê rồi đầy đủ hết. Chị qua lâu quá không thấy chị qua, nhớ chị qua quá trời. Bà con thấy cà phê, bánh trái đầy đủ rồi bà con. Muốn uống chè cũng có, muốn cà phê cũng có, muốn ăn bánh, muốn gì cũng có đầy đủ hết. Đó, rất là nhiều bánh các bạn. Chà, nóng, cà phê, tất cả dùng qua hết. Thì bà con ăn uống ti là lên xe là chút xíu mình sẽ có phần chai, đồ chai các bạn con. Đó, đồ chai khỏi nói là chùa là chuẩn bị đầy đủ khỏi nói rồi. Này là xung quanh bên ngoài rất là đẹp bà con. Chùa tiếp đãi rất là ân cần, có bánh, có cà phê, có đầy đủ hết. Chút xíu là lên xe có phần chai nữa nha bà con. Cái cơm chai, thức ăn, nước uống, hay là bánh bao chai, hay là trái cây. Chùa này bán đồ ăn chai ngon lắm bà con ơi. Ai mà muốn mua đồ ăn chai thì cuối tuần cứ lại đây. Ngày thường cũng có. Xin các chú hướng dẫn xe, xin hướng dẫn tất cả đầu nơi Bắc Kinh ở bên thiền đường, cũng như Bắc Kinh ở đường 16 của nơi bên thiền đường. Hôm nay có hai nơi, đó là đường phía trước ở nơi thiền đường ở trên đường Bắc Kinh và đường thứ hai trên đường 16 xin quý vị Phật tử để lễ Phật cho thượng tiền, xin quý vị tùy nghi mang về dép của mình vào bên trong của chánh điện để khi lễ Phật cũng hành hương cho thượng tiền. Sau khi quý vị lễ Phật xong, xin mời quý vị ra phía trước của chùa để chúng ta buổi sáng ngày hôm nay nhà có son và cũng như cà phê, bánh nóng, trà của ngày hôm nay. Này là sư ông của chùa Quang mình đó bà con. Thì sư ông này là nổi tiếng nhất ở Cali mình đó. Thì cứ bấm chùa Cali, chùa Quê Quang là ai cũng biết hết. Sư ông chút xíu mình xin đời cho ông chút đạo từ. Thầy chùa Quê Quang mình đó, đằng bà con xa gần ở toàn thế giới mà có về đây thăm thì cứ bấm chùa Quê Quang chấm cơm. Thì toàn thế giới là chùa rất nổi tiếng ở Cali nha bà con. Dạ sư ông ơi, cho con xin chút xíu. Dạ chùa Quê Quang USA nha bà con. Thì bà con sẽ thấy được cái khung cảnh sinh hoạt chùa rất là nổi tiếng đó bà con. Bây giờ bà con tài tụ về. Trước khi ăn bánh, uống nước, cà phê, trà rồi cho đầy đủ năng lượng. Thì chút xíu nhận hành lý một bịch đồ ăn đó bà con. Nhận hành lý một bịch đồ ăn trước khi lên xe bus. Tuy là chùa chuẩn bị đồ ăn thức uống nha bà con, nhưng mà tới mỗi cái chùa là người ta đều tiếp đãi mình đồ ăn rất là nhiều nha bà con. Mình đi hành hương không bao giờ đổi bà con biết không. Tới mỗi chùa là rất là đông, chùa nào cũng tiếp đãi đồ ăn mình hết, là không bao giờ đổi. Tuy là chùa mình chuẩn bị đồ ăn đầy đủ hết. Bây giờ là Phật tử tài tụ về. Còn khoảng nửa tiếng nữa xe bus mới đi nha bà con. Chùa rất là đẹp nha bà con.
này là những giây phút đầu tiên thôi của chuyến hành hương thứ hai của chùa Quế Quang mình. À, em sẽ quay từ đầu cho tới đuôi nha bà con. Thì bà con tham gia tuy ở xa gần, nếu mà đi không được chung với lại chùa thì có thể là sang năm. À, bây giờ mình còn nhiều cơ hội mà sang năm. Thì chùa mỗi đầu năm là chùa đều đi hành hương hết các bà con. À, chùa mình rất là đẹp. Thì nếu mà mình đi năm nay không kịp thì cứ sang năm, sang năm đi là chùa là mình có đầu năm là có đi hết, đi hành hương hết. À, thì có gì mà bà con cứ liên lạc. Cái này là khung cảnh chùa, khung cảnh chùa Quế Quang là bà con. Trước chừng đường lớn đó bà con, đường chưa trên đường Westminster nha bà con. Đó, con đường này to lắm bà con. À, khung cảnh rất là to. À, nhưng mà hồi xưa ông mới mua thêm một cái bên một cái dải bên kia nữa. Đó, quả tới chiếc xe đỏ đỏ đang đi đó bà con. À, xưa ông mới mua đi thêm cái dải đó, xe mới vô nữa đó. Đó, xe đỏ đỏ bên đó đó bà con. Cái đó là giống như là một cái nguyên cái nhà thờ luôn á bà con. Bên đó, khu đất bên đó là mới một nguyên cái nhà thờ luôn á. À, bảo vệ từ bên đây mà dài qua khu đất này rất là bự rồi, còn rất là to rồi bà con. À, bây giờ Phật tử đang tài tụ về. Chuẩn bị lên xe bus đang đi. À, chùa mình rất là đẹp bà con. Này là ngôi chánh điện nha bà con. À, ngôi chánh điện của chùa. À, ngôi chùa mình rất là đẹp bà con thấy không? Nó to thật là to. Thì cứ bấm chùa Quế Quang. Chùa Quế Quang cha US là bà con sẽ thấy nằm trên đường Westminster. Yeah. Ở đường Duke, trên góc đường Duke, trên đường Westminster. Phật tử mình đang tài tụ về. Nửa tiếng nữa chùa xe bus mới lại nha bà con. Thì lúc đó mới xuất hành đi hành hương chuyến thứ hai. À, giao thừa kìa rồi, đây đông vui lắm bà con. À, đốt pháo ngoài đây cả như là linh đình. Đó, ngoài đốt pháo ngoài đường bà con. Thành phố phải bà coi đốt pháo quá bà, thành phố chịu không nổi, nó phải đóng nguyên con đường luôn bà con. Đóng con đường bự này luôn. Đóng từ mốt đầu đường đường này cho tới đầu đường kia khoảng một khoảng gần cả cây số đó bà con. Là giống như giao thừa đông lắm, người ta rất là đông, người ta một rừng người tới đây luôn mà. Bởi vậy hả, lớp ở trong là lớp ở ngoài. À, bà con đốt pháo bên con đường lớn ở ngoài đó bà con. À, đốt pháo dữ lắm, giao thừa đây là nổi tiếng mà. Bà con nào mà cứ thử sang năm cứ đón giao thừa ở Cali thì cứ thử lại chùa Quế Quang này bà con sẽ biết cái cảnh đốt pháo. À, à, thì bà con bây giờ bà con tài tụ về, bà con tài tụ về trước cái chánh điện này là mấy chú này, mấy chú hậu cần nha bà con. Thì cảm ơn mấy chú nhiều, đại diện Phật tử cảm ơn mấy chú. À, đông lắm bà con, chưa đâu, nửa tiếng nữa xe mới đi, nửa tiếng nữa xe tới mới đi nha bà con. Giờ thì chỉ mới bây giờ một chiếc xe bus tới nè bà con. À, xe bus một chuyến tới rồi đó. À, tình hình là bữa nay là mình đi 5 chuyến xe bus các bà con, đi về vùng San Diego. Tuần rồi thì cũng đi gì về đó sẽ du lịch. Bà con mình chuẩn bị rất chùa chuẩn bị rất là chu đáo các bà con. Nước uống. Là bữa nay đi 5 chuyến xe bến các bà con. À,
bây giờ Phật tử mình tất cả mình đang tài tụ về chùa, bảo đảm một ngày là bà con sẽ có một chuyến đi hành hương rất là vui, rất là tràn đầy vui của mùa xuân 2024 đó bà con. Này là quà, này là quà, chắc quà chuẩn bị tặng cho 10 ngôi chùa đó bà con, giống như lọc độc sưng, giống như lọc độc sưng của chùa Quế Quang gửi xuống 10 cái mấy chùa là 2 4 6 8 10 10 10 hộp quà. Tất nhiên là có, bữa nay mình sẽ ghé thăm 10 ngôi chùa nha bà con. Khoảng chừng nửa tiếng nữa là xe mình mấy đề ba nha bà con. Thì bữa nay bà con sẽ có một chuyến đi hành hương nữa rất là vui vẻ, thì bà con cứ theo dõi thì sẽ nhận thấy được chùa mình đồ ăn bánh trái cà phê bánh trái trà là đầy đủ hết các bà con, chuẩn bị đầy đủ hết, lên xe thì có thức ăn đầy đủ hết, chùa chuẩn bị rất là chu đáo các bà con. Thì khoảng chừng nửa tiếng nữa thì bà con lên xe bus thì bà con bắt đầu chuẩn bị đi. Thì em cứ đầu tiên nhất em cứ quay tường thuật sơ sơ cho bà con coi. Này là mấy anh chị chuẩn bị đi đó nha bà con. Đại gia bà con, chủ tiệm tóc lớn lắm ở Bô Sa đó bà con, chị Thanh Hoa đó bà con, đẹp gái bà con, đẹp gái mà có tài nhảy đàm cũng giỏi lắm nha bà con. Nhưng mà nhớ đưa cái này lên, cái mai em coi chị, mai nằm trên YouTube này, YouTube này là gì, sau lưng không nè, nói được bao nhiêu chị tính phố Calibo Sa TV. Em bỏ từ đầu cho tới đuôi luôn. YouTube thì cứ bấm chùa Quế Quang, chùa Quế Quang hành hương đầu năm, đầu xuân 2024. Rồi cái này là nó sẽ có. Dạ. Yeah. Em tên Jimmy. Dạ. Yeah. Thần tượng của em là gì? Chị gọi em làm cho anh giúp. Dạ được. Từ A tới Z làm gì? Em quay cái ngày mai là nằm trên đó rồi. Quay cái bức đê cái cống ở nhà được không? Được. Nhưng mà em quay bỏ lên đây, bỏ lên YouTube. YouTube thì chị toàn thế giới ai cũng coi được hết. Quay à, cái đó thì em có người quen. Dạ ba. À em quay cũng được nhưng mà cái này em quay bỏ lên YouTube cho thật ra người ta biết cái tên chị thầy, biết tên em thầy với là cái tên bức đê của người chị, cô chị đó thì người ta mới coi được. Vậy không? Còn nếu mà chị muốn sim thì cũng dễ thôi. Thâu xong mình thâu bỏ vô cái sim hay là cái memory card đó gửi chị nè, cũng dễ thôi, có gì chị liên lạc em. 714-595-999. Nhưng mà bữa nay nguyên ngày gặp bà chị mà đúng không? Có gì liên lạc chị qua, chị qua. Em là em chị qua. Cái gì mà giúp à. Giá cả rẻ như châu Phi. Vui là chính. Bà con mình ăn bánh rồi coi. Bánh kẹo cà phê rồi đầy đủ nha bà con. Hãy
con bây giờ tới đông lắm mà nghe bà con. À, bà con mình tới bây giờ cũng hơi đông rồi đó, nhưng mà năm xe bớt còn nhiều lắm bà con. Năm chỉ xe bớt là rất là đông bà con. À, này là trong chánh điện bà con. Chút xíu hèm đón là trước khi đi đó, tất cả bà con phải vô chánh điện này làm lễ Phật trước khi đi. À, này sư cô, mấy sư cô của chùa mình giống như muốn gì cũng như gì cái nọ rồi đó, cúng dường hay là cầu siêu gì đó thì cứ liên lạc mấy sư cô đây. À, thì cứ vô nơi vô đầu bên tay phải cái là có cái bàn của tiếp tân, thì mình sư cô mình cứ tiếp tân thì mình vô mình cúng nhiều ghi tên cầu sơ cầu siêu gì đó, cầu an gì đó, cứ vô đó thì đã tất cả là năm chùa đẹp lắm bà con. À, xe bus nó dặn thấy nó tới nhiều lắm bà con, xe bus bây giờ tới thấy tới 3-4 chiếc rồi đó bà con. À, xin các chú lưu ý khi mà nếu có xe đã lỡ chạy vào bậc kinh ở trong của chùa nơi đây bên chùa lớn, xin quý chú xin hướng dẫn chạy xe thẳng ra đường 16 ở bên thiệt đường chỗ cầu Phật giáo sẽ có bậc kinh ở phía sau trên đường 16. Xin quý vị lưu ý ở trên đường 16 tức ở phía sau chùa vẫn có bậc kinh ở nơi thiền đường, nơi có cắm cái cờ Phật giáo ngũ sắc năm màu là nơi minh đất mới của chùa sẽ dành cho đầu bậc kinh của hành hương của Sư Đi Gôn ngày hôm nay. Xin quý vị lưu ý dùng. Thầy em quay sơ sơ cảnh trước của chùa thì cho bà con coi. À, thì khung cảnh trước chùa là vậy, rất là đông vui nha bà con. Bây giờ bà con Phật tử chạy tụ về rất đông vui nha bà con. À, em sẽ quay từ đầu, em sẽ quay từ đầu tới đuôi cho bà con. Bữa nay chuyến hành hương bữa nay thì bà con có gì bà con ủng hộ em nha, hố Calibosa TV nha bà con. Thì tất cả bà con ủng hộ giúp em đăng ký kênh đó, bà con mình bây giờ là ăn uống nha bà con, ăn uống chùa tiếp đãi rất là nhiều món bà con, uống cà phê rồi bánh trái đầy đủ, lên xe có đồ chai đầy đủ hết bà con, rất là chu đáo đó, rất là nhiều bánh nha bà con, bánh nước trà rồi cà phê rồi muốn gì cũng có hết, lên xe thì có món đồ ăn, một bịch đồ ăn chai. Bịch đoạn chai nè, có cơm, có bánh bao, có trái cây, có nước uống. À, đầy đủ hết các bà con. Ăn này ăn giống như ăn sáng chơi trong khi thời gian mình đợi xe bus tới đó mà. Ăn uống nhẹ nhẹ. À, mà nhiều bánh lắm bà con, rất là nhiều bánh các bà con. Không bây giờ là hết. Ở trong kia em thấy còn mấy hộp trong kia nữa rồi, nhiều lắm các bà con. Bánh trái là bảo đảm là không bao giờ sợ hết. À, bà con thấy bên đây coi mấy hộp thầy cũng sạch, 7 hộp mà trong kia em thấy còn cả chục hộp ở trong nó, tại vì 5 chiếc xe bus đúng mà bà con, 5 chiếc xe bus rất là đông người. À, xe bus mình tới rất là nhiều không bà con. Hiện tại làm thấy 3 chuyến xe bus tới rồi, nhưng mà bữa nay mình đi tới 5 chuyến luôn nha bà con. À, đi về vườn dục San Diego mình đi tới 5 chuyến bữa nay. Phố Calibosa TV số 9 về bữa nay là quay từ đầu tới đuôi, là nãy ngày mai trên đó đó. À, YouTube đó. Quay rồi, anh mới áp, mới đăng lần sau đúng không? Đúng rồi.
À, sáng mai là có trên đó rồi. À, mình quay từ đầu tới đuôi á, ngày mai là có trên đó. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ không nha. Thank you. À, bà con, à, tất cả là Phật tử đang tài tụ về. À, chùa mình to lắm bà con. Anh Chúc anh đi theo đúng không? Dạ em đi từ tới tối luôn mới về. Này là đại nhân đại gia không đó bà con, không thường thôi. Đại gia, đại gia là gia nhiều. Đại là nhiều gia liền. Chùa mình đẹp lắm nha bà con. Chùa mình cất vuông dứt rất là đẹp, rất là to nha bà con. À, nằm ngay góc chùa, nằm ngay góc đường Westminster and Euclid. À, bự lắm mà nhìn về chứ bên ngoài to lắm bà con. Tại vì em room lại á, chứ bên ngoài to lắm. À, tha hồ bên ngoài đậu xe vòng 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 đây là tha hồ đậu xe hết. Bây giờ mấy chú đem đồ ăn lên xe bus. À, nhưng mà em bảo đảm đem đồ ăn chứ, nhưng mà tới mỗi chùa đó bà con, tới mỗi chùa là đều có đồ ăn hết. À, bởi vì đi hành hương không bao giờ đói, em bảo đảm bao no bao vui. À, thôi thì em quay tạm thời đầu tiên là vậy cho bà con coi. Có gì chút xíu em quay tiếp cho bà con coi nha. Thầy chùa mình nói là vậy. Bà con rất là đông đang tài tụ về. À, chùa mình cứ đi bữa nay đi không kịp thì sang năm bà con đi. Bà con liên lạc. Thì mỗi đầu xuân là chùa có tổ chức đi hành hương thôi. Thì cứ bấm chùa Hội Quang, bà con ở xa gần cứ tới thăm, muốn thăm chùa thì chùa Hội Quang US ở thành phố Santa Ana. Chùa rất là đẹp bà con. À, rồi thôi em ngừng đây nha bà con, chút xíu mời tiếp bà con coi tình thực cho bà con nha. Ok thôi thì nói tóm lại là bây giờ còn khoảng chừng 15 phút nữa xe bus mới đi, theo em đoán là khoảng 15 phút nữa. À, thì xe bus mình mới đề ba, bây giờ em thấy mới có 3 chuyến xe bus tới thôi, nhưng mà tình hình là 5 chuyến xe bus mình mới đi, rồi mình 5 chuyến xe bus lần. À, thì bà con mình cứ coi ủng hộ em ha. À, phố Calibosa TV số 9 các bà con. Thank you. À, xung quanh chùa đẹp lắm bà con, khung cảnh rất là đẹp. À, thôi bye bye bà con tập 1 nha. Em bóp máy chút xíu em quay tiếp cho bà con. Ok thôi bye bye, em kiếm miếng cà phê miếng bánh em ăn trước. Chút xíu là em quay tiếp cho bà con. Giờ em bóp máy nha bà con. Yeah. Ok thôi có gì gặp bà con chút xíu nữa. Bye bye, happy new year bà con, chúc bà con mạnh khỏe mà làm ăn phát tài cho như ý hết. À, thì
đầy dân như nước của bà con. Bà con dắt tất cả mọi người ai cũng vui vẻ hết. Rồi thôi bye bye bà con nha. Happy New Year.